Chào mọi người, trên bàn mình hôm nay đang có rất là nhiều ốp lưng dành cho dòng điện thoại iPhone 12 và mình sẽ trải nghiệm cũng như là giới thiệu cho mọi người. Thì ngoài những cái ốp lưng chính hãng từ Apple, chúng ta còn có những sự lựa chọn nào đặc biệt là với cái cách sạc MagSafe năm nay nữa nha. Đầu tiên mình có đây là một cục sạc dự phòng và một cái sạc MagSafe. Đầu tiên luôn thì mình cũng sẽ có một cái ốp lưng của Apple dành cho iPhone 12 và đây là loại ốp lưng trong suốt. Có cái phần nam châm ở đây để có thể hỗ trợ sạc MagSafe và nó sẽ có lực hút rất là tốt và chúng ta hầu như là không phải mất quá nhiều thời gian để có thể xác định được vị trí mà nó hút rất là nhanh cũng như là chắc. Rồi bây giờ mình sẽ tắt cái màn hình của cái iPhone này và để MagSafe vào. Rất nhanh. Thì tất nhiên là hàng của Apple mà nó sẽ đồng bộ và tương thích với những cái phụ kiện sạc của nó. Tiếp theo nữa thì chúng ta sẽ có những cái sự lựa chọn ốp lưng không phải là từ Apple mà là những cái hãng làm phụ kiện khác. Có Sweet Easy. Đây là một cái ốp lưng bằng silicone và ở bên trong thì nó có một cái phần da như thế này, trông cũng rất là xịn. Và quan trọng hơn là nó không có lộ ra cái phần vị trí nam châm như là cái ốp lưng này của Apple. Tuy nhiên thì nó vẫn có nam châm và nó vẫn hít rất là tốt và chắc. Và khi mà chúng ta lắp cái iPhone này vào thì tất nhiên là vẫn sẽ nhận sạc. Mình sẽ thử sạc cho mọi người nha. Rất là dễ để có thể tìm kiếm được vị trí sạc, không mất quá nhiều thời gian. Lực hít rất là chắc. Đó. Với cái ốp lưng này thì nó không có bị một cái vòng tròn, nhìn là hơi khó chịu so với nhiều bạn có cái yêu cầu cao về thiết kế. Mình nghĩ là cái lực hít nó không thua kém gì ở bên cái ốp lưng của Apple cả. Tiếp theo cũng là một loại ốp lưng nữa, khá là giống với chiếc ốp lưng của Apple, mọi người có thể nhìn ở đây. Và họ cũng có một cái vòng tròn để xác định cái vị trí nam châm dễ hơn và cái bộ phận này cũng sẽ có nam châm. Đây, để cho trong cái quá trình sạc của chúng ta thì cái MagSafe này nó vẫn được giữ chặt với cái ốp lưng và với cái iPhone của chúng ta luôn. Mọi người có thấy là nó đang được nhận sạc không? Mình không mất quá nhiều thời gian để có thể xác định được cái vị trí bởi vì cái lực hít nó đã giúp mình làm chuyện đó. Và với cái ốp lưng trong suốt của Gear 4 này thì sẽ cho mọi người thêm một sự lựa chọn với cái loại sạc MagSafe cho iPhone 12. Ốp lưng nữa đến từ Xtream thì đây là một cái loại ốp lưng đơn giản thôi. Đơn giản là nó không có cái vòng tròn để cho chúng ta có thể xác định được vị trí nam châm và bởi vì nó cũng không có nam châm trong cái ốp lưng này. Nó vẫn có thể nhận sạc được và vẫn nhận hít được thông qua cái điện thoại iPhone của chúng ta. Đó. Và một cái nhược điểm nữa đó chính là nó hít không có chắc khi mà bị gián đoạn qua một lớp ốp lưng như thế này. Và thứ hai nữa là khi mà mọi người sạc á thì phải tìm cái vị trí sạc cũng hơi mất thời gian. Đây, rất là dễ bị tuột ra luôn. Và cuối cùng của cuối cùng không phải là ốp lưng mà chỉ là đơn giản một miếng da được dán vào mặt lưng sau của iPhone 12. Thì tất nhiên cái miếng da này nó vẫn sẽ bảo vệ được cái phần mặt lưng của iPhone. Và mọi người có thấy không, nó vẫn sẽ có một cái vòng tròn để chúng ta dễ dàng xác định vị trí. Tuy nhiên thì với cái miếng da này nó khá mỏng cho nên nó không hề ảnh hưởng gì đến cái việc hít sạc nam châm giữa mặt lưng iPhone và cái MagSafe này cả. Nó cũng chỉ đơn giản như là bạn không dùng gì hết cho cái iPhone để mặc lưng sau và sạc với iPhone trần mà thôi, không có ốp lưng. Và cái miếng da này thì cũng chỉ để thứ nhất là làm đẹp cái iPhone và hạn chế những cái va đập và trầy ở mặt lưng sau. Và vừa rồi thì mình đã trải nghiệm cũng như là trên tay giới thiệu cho mọi người một vài cái ốp lưng có thể hỗ trợ sạc cho iPhone 12. Và mọi người nghĩ sao về những chiếc ốp lưng này, cũng như là mọi người đang cảm thấy thích cái chiếc ốp lưng nào nhất? Riêng Anh thì ý kiến của mình vẫn thích các kiểu dáng và cái sản phẩm của Squid Easy nhất. Hãy để lại suy nghĩ của mọi người dưới phần bình luận nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.